Không, em không về. Em không về Mông Cổ. À Hắc Thiết Kiều, nếu như em không về Mông Cổ thì tên Mã Phương này sẽ chỉ thành viên Cổ Thành Sinh. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nó lệ, thì xin tiểu thơ đến về lại với quê. Ở lại đây không còn lại gì tất cả, tôi chiến bại rồi đành chiều bỏ tay thôi. Người tìm mặt trời lên cao, em hãy lo cũng sẽ lên đường. Mai một đây khi cần chi tàn, anh sẽ về bên em để nhau sum họp và sẽ mang quà về chiêm tặng cho em. Đường quang sáng còn xa xăm dịu dàng, chân chán rộn đêm ngoài, xin tiểu thơ nhắn lại vui ngậm ngùi sao. À Hắc Thiên Kiều, tại sao khóc? Không biết nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, nhưng người ấy là tại sao lại khóc? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ. Thôi hết rồi. Anh Chu Sa, yêu nhau là có tội phải không anh?
không yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Anh có còn gì nữa để nhớ thương kỷ niệm trong đời? Mình đã một thời trong tuổi còn biết ai là người đầy đắp bồn trồn.